Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục phát triển nhận thức về con người, quyền con người, có thêm cơ sở lý luận, khoa học có giá trị tham khảo cho công tác hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước, tại Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh Hưng Yên diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề Con người, quyền con người là trung tâm, mục tiêu chủ thể và động lực phát triển đất nước. Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức. Chủ trì hội thảo có các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi hội thảo. Dự hội thảo có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Bí thư các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu đề dẫn của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, hội thảo là hoạt động có nhiều ý nghĩa nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển con người và tôn trọng, đảm bảo, bảo vệ quyền con người, góp phần thiết thực, tổng kết 40 năm đổi mới và phục vụ xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Để hội thảo mang lại ý nghĩa thiết thực, tôi đề nghị các đại biểu tập trung phân tích làm sâu sắc trên những nội dung chủ yếu sau đây. Một, làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn tầm quan trọng của việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, phát huy vai trò, giá trị của quyền con người trong hiện thực hóa quan điểm cách tiếp cận con người là trung tâm, phát triển toàn diện con người hiện nay. Đồng thời, từ thực tiễn hoạt động trong các lĩnh vực này của các bộ, ngành ở trung ương và các địa phương, cần tổng kết đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới. Thứ hai, phân tích sâu sắc hơn những cách tiếp cận mới của thế giới, kinh nghiệm của một số quốc gia về phát triển con người, thực thi quyền phát triển, các cơ chế mới và các điều kiện bảo đảm thực hiện quyền tham gia của người dân, quyền thụ hưởng thành quả, đặc biệt là để phát huy được sức mạnh của yếu tố con người được tạo ra để tạo ra cái động lực phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong giai đoạn mới. Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn mới, đề xuất giải pháp kiến nghị để thực hiện hiệu quả quan điểm cách tiếp cận về con người, chiến lược phát triển con người Việt Nam, quyền con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực phát triển đất nước. Dân giàu đó, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tỉnh Hưng Yên vinh dự được lựa chọn làm địa điểm tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia, con người, quyền con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước. Trong lời phát biểu chào mừng hội thảo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nêu rõ. Ngay từ khi được tái lập năm 1997, mặc dù trong điều kiện kinh tế xã hội cũng hết sức là khó khăn, song tỉnh Hưng Yên cũng luôn quan tâm phát triển con người, bảo đảm quyền con người, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh từ nhiệm kỳ khóa 14 đến khóa 19 cũng đều có những chủ trương, quan điểm, các nhiệm vụ giải pháp quan trọng về phát triển con người, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân và phát huy những giá trị của con người, giá trị văn hóa truyền thống Hưng Yên. Nhiều chủ trương, nghị quyết, chính sách xã hội quan trọng, đúng đắn, công bằng vì con người đã được ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả và đã thực sự trở thành động lực phát huy sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh Hưng Yên. Các tham luận trình bày tại hội thảo đã đi sâu làm rõ những vấn đề lý luận về quan điểm, cách tiếp cận lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực phát triển đất nước, quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá khách quan toàn diện về những kết quả đã đạt được trên lĩnh vực phát triển con người Việt Nam, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, thực tiễn công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, hoàn thiện thể chế về quyền con người, phát huy giá trị quyền con người trong hoạch định chính sách an ninh con người gắn với xây dựng thế trận lòng dân và bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm quyền tham gia của người dân và quyền được hưởng thụ thành quả trong hoạch định chính sách quốc phòng, giữ vững ổn định đất nước. Trong quyền con người đấy thì hai cái quyền quan trọng nhất đó là quyền được
tham gia và quyền được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển. Và từ cái này thì chúng ta mới bắt đầu lan tỏa ra từng lĩnh vực cụ thể một. Trong lĩnh vực y tế chẳng hạn, thì bây giờ lấy con người là trung tâm, thì trong hoạch định chính sách về y tế thì phải thể hiện thế nào? Chắc chắn là chúng ta phải thực hiện là người bệnh là trung tâm rồi. Hoặc là trong lĩnh vực giáo dục, chúng ta phải lấy người học làm trung tâm. Các cái pháp luật về nhà ở thì cũng đã phân ra làm hai cái luồng phát triển nhà ở khá là rõ nét. Thứ nhất đó là phát triển nhà ở thương mại. Cái nhóm thứ hai đó là nhà ở xã hội. Đây là cái nhóm chính sách có cái sự hỗ trợ của nhà nước để cho các cái nhóm đối tượng chính sách bao gồm có người có công và các cái nhóm đối tượng yếu thế khác có cái cơ sở, có cái cơ hội để thụ hưởng chính sách cũng như nâng cao cái điều kiện về nhà ở. Các ý kiến tham luận tại hội thảo đề xuất cần có sự thay đổi về tư duy thiết kế chính sách, thực hiện nguyên tắc trọng tâm là lấy con người làm trung tâm và cần có nhân lực để chuẩn bị cho cách làm này. Các thiết kế chính sách lấy con người, quyền con người làm trung tâm cần được triển khai mạnh mẽ để vượt qua thách thức như giải quyết các vấn đề về môi trường, già hóa dân số. Hội thảo đã gợi mở một số vấn đề lý luận và kết quả tổng kết thực tiễn, đóng góp cho việc xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng, tiếp tục hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.